bây giờ Su bữa nay được đua giải game show mini chơi vui nha. Ở Du đang dẫn đầu. Rồi Du đang đi vị trí số 5. Su đang dẫn đầu nhưng mà không sao, có Du đằng sau nữa kìa. Du đang ráng tranh chấp ở vị trí đằng sau. Quá dữ thằng Du. Du bữa nay chạy sức thần quá. Su chạy hăng nhất à. Chó còn vô với chó còn vô chạy lúc cò. Bữa nay là chạy 2k chạy cái đường nó hơi lại tí xíu. Rồi vô đang về đích. Để tài trợ cho giải đua có hạn 150 nha các bạn. Cảm ơn người tài trợ như thế. Su được rồi. Đây Su ở cái cua quá đẹp. Còn phía bên đây thì là anh Hai Su nè. Anh Hai Su, rồi anh Hai Su đang chơi giải nha. Đây là giải nội bộ anh em chơi vui vẻ thôi, không có gì cả. Xe lộn xộn luôn, 125, 110 gì chạy tá lả luôn. Cái này mình chạy vui thôi, không có gì cả. Trong đó là có anh Su đang dẫn đầu. Yeah, oh, đứng dậy chào luôn. Ôi, còn anh Du à, Ôi, Du kìa. Rồi, ôi, Du kìa. Coi Su kìa, coi Du kìa. Sau màn thi đấu của hạng 125cc với 110cc. Hiểu là mày đòi nó chạy ra tới mày á. Mày chạy hạng 150 á. Cho hiểu nó chạy hạng 150 luôn. Chạy vui mà. Vui thôi được rồi. 130cc, 150cc, 180cc. Nên chúng ta di chuyển ra đường vua. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Thằng Su bữa sau phải cho xuống chạy 100 thôi. Rồi. Quá giỏi luôn, chiến thắng luôn. Giỏi quá, Mày ngồi lên xe luôn rồi Hiếu, Đây, nhà vô địch tặng quà. Rồi, cầm ôm cái nón kia bên, lại nhận quà. Ôm cái nón lại nhận quà, nhận cúp. Rồi ơi, chụp hình với chú kìa. Rồi ơi. Rồi ơi, quá dữ. Cảm ơn chú. Con nói cảm ơn mọi người đi. Rồi, vô. Giỏi quá vô.
Du, đúng rồi, em. Rồi, được tặng luôn. À không, rồi, ok. Anh hai kìa, đưa cho em cho nhớ luôn cho em hai vui kìa. Hai đứa rồi chụp cho chú à. Xu, qua bên kia đứng. Ừ, đúng rồi, qua bên kia, đúng rồi. Giỏi lắm. Đây là chú gấu nha. Chú gấu là chủ có chừng độ 2k luôn. Bữa nay chú gấu xuống đây chạy luôn. Rồi. Giỏi quá. Quá, nói lấy chạy nhớt lấy thiệt trời.